anh Chi ơi, cái này ngon lắm á, bạn ăn thử đi. Đi nè. Không ăn đâu. Ơi, ăn đi, ngon lắm. Không, ăn, ăn. Ừ, ngon thiệt. Kỳ quá à, nó không ăn mình đút ra ăn hoài. Để chị đi lấy đũa cho. Thôi, khỏi chị, ăn gì nó mới ngon. Cho mình ăn nhé. Mình biết đúng không, mình ăn nhắc ra hoài. Làm ăn kiểu này chết người ta. Nè, con ăn cái gì vậy? Bánh mì xào. Tối rồi đó, ăn nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu. Đây rồi sao ăn? Rau không làm sao mà ăn. Dạ, đồ ăn tới ạ. À. Gì vậy? Cái gì vậy đó? Lớn thật. Dạ, con làm theo lời ông nói tối qua, giảm hết thức ăn ở mức có thể. Tạm thời thì mình chỉ nấu những thức ăn có sẵn và không có đi chợ để giảm kinh phí à. Con giỏi lắm. Giỏi cái gì hả? Giỏi hả ba? Bao nhiêu đây đồ ăn làm sao mà ăn được? Không có thịt mà sao mà ăn? Không biết đâu đem thịt ra đây. Riêng thịt của em thì có. Ủa? Của em có hả chị dễ thương? Vậy thì cũng còn được. Cho bà của em nè. Mẹ ăn nữa. Khui. Đồ ăn đó. Không nghe ông nói hả? Thắt lưng buộc bụng, ráng mà ăn đi. Con ăn rồi ba nghe. Con ăn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười một, mười hai. Ê, tự nhiên thấy đói bụng quá. Hay là tụi mình gọi pizza đi ha. Ừ, cũng được á. Sẵn tiện tụi mình gọi thêm khoai tây và mì nữa. Ok. Không được. Dừng lại. Trả điện thoại lại cho em. Em không có được gọi đâu. Thời kỳ thắt lưng buộc bụng cho nên chỉ được ăn cơm nhà thôi. Gì kỳ vậy? Không cho ăn sườn rồi bây giờ không biết cho gọi pizza nữa. Cơm nhà thế mà gây cho heo, heo nó còn chê á. Nhưng mà đó là lệnh của ông mà. Cho nên em không có được gọi pizza đâu. Nè, mấy đứa ăn đỡ cái này đi. Chị mới chiên ngon lắm á. Nếu như em không thích ăn thì sao? Nè, ăn thử đi, ngon lắm á. Đi làm cái gì? Chị nói thiệt đó. Sao? Chị kỳ cục quá à. Đồ dạy heo nó mới ăn. Mới ăn xong giờ ăn nữa. Làm ăn kiểu này là chết người ta rồi. Lâm Chi ơi, cái này ngon lắm á, bạn ăn thử đi. Đi nè. Không ăn đâu. Ơi, ăn đi, ngon lắm. Không, ăn, ăn. Ừ, ngon thiệt. Kỳ quá à, giá nó không ăn mình đút ra ăn hoài. Để chị đi lấy đũa cho. Thôi, khỏi chị, ăn gì nó mới ngon. Cho mình ăn nhé. Mình biết đúng không, mình ăn nhắc ra hoài. Làm ăn kiểu này chết người ta rồi. Nè, con ăn cái gì vậy? Bánh mì xào. Tối rồi đó, ăn nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu. Dạ. Tâm ý ra đây với cô. Dạ. Đây có đồ đáng ghét. Bộ mày thích ăn mấy món tầm thường đó lắm hả? Ừ. Ngon á. Ngon cái gì? Để tôi gọi pizza về coi cái nào ngon hơn là biết liền ha. Ê, nè. Là cái này ngon mắt mẹ. Không có ta. Không ăn ngon hả? Sao? Ngon không? Ngon đi. Tôi tao cái à. Nè. Tại tao thấy mẹ ăn một mình buồn nên tao mới ăn chung cho vui thôi đó nha. Ờ, ở trong chảo còn đó. Hết thì mấy đứa lấy thêm nha. Dạ. Mày đi đâu vậy? Chạy là ngon rồi nè. Nè. Ủa, em biết xài cái máy này không? Em chỉ cho chị đi. Không biết, đói bụng lắm. Dọn sườn ra đây.
sườn ngon lắm, sườn ngon, sườn ngon, sườn ngon. Ờ, Tommy, ba nó đâu rồi con? Dạ, chú đang ngủ không? Dạ hả? Dạ, con mời ông ăn cơm. Lấy em sườn cho tôi đây. Sườn chưa có chín, em chờ xíu nha. Quá mệt mỏi, ăn mà còn phải chờ đợi, quá mệt mỏi. Mà phụ non, im giùm cái. Ủa rồi em con nó ăn cơm chưa con? Dạ, chú xíu nó ăn chung với con cũng được á không? Đâu được, con nít làm sao để ăn trẻ được. Ờ thôi, lại đi ăn cơm chung với ông đi con. Đừng nghe. Nó vô bận lắm, sao nó ăn chung với mình được? Con này, dơ cái gì mà dơ. Vô ngồi ăn đi con. Đừng nghe. Ông ngoại muốn nó ăn đúng không ông ngoại? Thì sao? Chị Lam Chi sẽ nhịn cho ông ngoại vừa lòng ông ngoại. Vậy thấy giỏi không? Không chịu à. Nên không ăn thì đi. Đi lên. Dạ, sườn chín rồi nè. Sườn hả? Có sườn này. Trời, có bả kìa. Thôi, lấy cái chén cho em đi con. Đây, ông cho con miếng sườn ha. Không được ăn cái này, ăn cái khác ơi. Thiếu gì sườn, một mình ăn hết không? Mày đặt. Ngon không con? Dạ ngon, cảm ơn. Ăn nhiều vô. Ăn thoải mái đi con. Ăn thoải mái đi con, đồ chùa sao ăn thoải mái đi con. Ờ, Đồng Mỹ. Dạ. Rồi con làm xong rồi con về nhà luôn hả? Dạ. Con cũng chưa biết nữa không? Giờ nếu mà khó khăn quá thì thôi ở lại đây một đêm đi. Giờ sáng mai về luôn ha. Dạ, con cảm ơn ông. Ngon không? Ăn thoải mái đi con. Nè, sao mày dám ăn thịt sườn của tao? Mình chỉ ăn có 2 miếng thôi. 2 miếng gì mà 2 miếng? Có 9 miếng mà mày ăn hết 2 miếng thì còn gì đâu tao ăn. Vẫn còn có 7 miếng mà. Một mình tao ăn 30 miếng còn chưa đủ nữa. Mày có biết tao thích nhất là ăn thịt sườn không? Thứ tao thích nhất trên đời này là thịt sườn, mày có biết không? À, đâu mà Mình xin lỗi. Mày xin lỗi hả? Mày nghĩ xin lỗi là xong chuyện hả? Ok, vậy bây giờ tao lấy bất cứ thứ gì của mày á, sau đó tao nói xin lỗi là được đúng không? À, đưa cho tao. Không, đưa đây. Đưa đây á. Không à. Không được, cái đó là của chú Thương Liên, đưa cho mày. Không, mày buông ra chưa? Cái này là của chú Thương Liên. Mày buông ra chưa? Mày đang làm tao đau đó. Chú Thương Liên cho mình mà. Không, mày có biết tao là cái gì trong nhà này không? Tao là má thiên hạ trong nhà này đó. Nhìn tao gì móc mắt bây giờ. Tránh ra coi đồ cho bỏ. Có chuyện gì vậy? Em sao vậy? Em bị sao vậy hả? Chị em mình ở đây tới sáng mai thôi. Ngày mai chị em mình không có ở đây nữa đâu.